cho tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình nha. Mọi người xem kênh của mình cho mình xin một like, một subscribe nha, bấm cái chuông điện thông báo nha. Thì Tết này mọi người biết đi đâu không? Mình ở An Giang thì mình chỉ có đi ăn, đi chơi và đi với cái vườn sinh thái thôi, cho nên là hôm nay mình quyết định đi vườn nho và đi ăn gà nướng ô thum mọi người ạ. Với lại Tết đến rồi, mình sẽ có một cái game show lì xì cho mọi người là đố mọi người mình với Đức đã quay lại với nhau chưa. Nếu mà mọi người trả lời đúng thì mình sẽ lì xì cho mọi người ở dưới bằng kim cương nha. Wow. Ok thì bây giờ mình sẽ đi một vòng trong đây và mọi người lưu ý là trong vườn nho này chỉ được tham quan thôi chứ không có được hái đâu. Mọi người nhìn đây, cái biển nè, bên đây đấy. Quý khách tham gia du lịch xin đừng hái nho, nhắc lại lần nữa là xin đừng hái nha mọi người, chỉ được xem thôi chứ không được nhái đâu. Thì mọi người nhìn đây, tân tân, nhưng mà nó nhỏ tí à, chắc là nó mới thôi, mình chỉ dám đụng thôi, mình không hái nha mọi người, không hái nha. Ok, vào trong thôi, đi. Sao nó cao dữ ta, cao dữ vậy, mình chùm nho nè, chà quá luôn đây đó. Trời ơi, ui dồi ôi, bên này nè, trời ơi kìa, to ghê chưa, thật là khủng khiếp. Nhìn mình à, bởi vì người ta hỏi tại sao là cấm hái nho, tại vì mình nhìn mình cũng rất là muốn. Ê nhưng mà hình như có ai đã lũm hết mấy trái rồi hay sao, mọi người nhìn đi, đó, nó bị mắc, nó bị cùi hết mấy trái rồi, không hiểu nổi luôn á, đã bảo là cấm hái nho rồi mà vẫn mắc. Đấy, đây là một người cao quá à, sao mà mọi người cao nhỉ, người ta để rất là cao luôn á. Ý có một chùm gần nè, ôi rồi, ui cái chùm này sao nó to dữ vậy, nó xung xê ra luôn kìa. Đấy. Thì đây chính là hồ U Hum, địa điểm là hồ U Hum nha mọi người. Mọi người chỉ cần chạy vào xong là sẽ thấy chữ là vườn nho, xong mọi người vô ăn, trong này có thả đồ ăn gà các kiểu này kia nữa, và một tí nữa mình sẽ ra ngoài mình ăn nha mọi người. Nhìn rất là thích luôn mà. Ủa có nho hồng nữa kìa, nho không những có một loại đâu mà có rất là nhiều loại. Đấy, hái nho là bị phạt 100 ngàn nghe chưa. Wait a minute. Ui mọi người ơi, mình được anh chủ vườn nho cho mình một cái chùm nho mọi người ạ. Anh này bảo là được, anh này là anh cắt á, anh lấy cái kéo anh cắt chứ anh không được. Anh bảo là biết tại sao người ta để cái biển là cấm hái nho rồi, tại vì người ta vào đây xong người ta vặt hư hết mấy cây nho, nhìn nó không có đẹp nữa. Hà là cắt như vậy thì nó sẽ ra trái nho rất là ngon và rất là đẹp luôn á. Hình như kho này không có phun thuốc hay sao á, ngọt lắm. Ơi có phun thuốc không ta, có phun thuốc không hai? Không, tưởng đâu nó có phun thuốc là hồi em à, là xong luôn á, ăn nho mà hết rồi con nè, cho ha, mời mọi người nha, ngon cực. Nhắc lại câu hỏi nha, là đố mọi người mình với Đức đã quay lại chưa. Nếu mọi người biết là mình đã quay lại chưa thì comment ở dưới để được nhận kim cương ngay ngày Tết nha. Hôm nay là 30 Tết rồi á mọi người. Mình bây giờ mình sẽ cắt gà ra nha mọi người. Ui, tùm lum. Thì cái là nhiệm vụ này là bình thường mình không có làm đâu mọi người. Anh hai mình làm. Ngon lắm luôn á mọi người. Cái da của nó giòn lắm. Cái này là gà đốt lá chút. Ngon cực. Có mùi lá chút nữa, thơm á. Ngon cũng thích. Nhưng mà hình như nó bị len gì trong hay sao. Không sao, nó còn nó hồng dương, không bị dính. Đó là cơm hấp bia. Ngon lắm luôn. Thì thôi mình tắt ở đây dẫn cho anh mình ăn nha. Đi ăn đi chơi đã rồi thì bây giờ về mình buồn quá mọi người. Mình suy nghĩ ra mình có một cái ý tưởng rất là hay. Mình với anh hai mình sẽ cho anh mẹ mình. Anh hai dám cho anh mẹ không? À, em quyết định là sẽ giả vờ làm hư cái tivi mới mua của bà mẹ. Ok thì bây giờ mình vô nha. Cái tivi mẹ mình mới mua luôn, rất là to. Đi thôi. Chính là cái tivi mới mua của mẹ mình đấy, mọi người thấy to không?
to như thế này mà bị vỡ thì sao? Ôi trời ơi, mọi người tưởng mình làm vỡ thiệt hả? Không có đâu. Bây giờ mình sẽ dùng một cái chức năng trên YouTube bé. Rồi xong rồi mình đã từng cho anh Đức về cái này một lần rồi, cho nên bây giờ mình sẽ cho mẹ mình một lần nữa. Được, mình nói đấy. Đây, mình đã làm xong rồi và mình sẽ đem đi giấu cái đồ mốt luôn. Nếu mình giấu cái đồ mốt thì nó sai quá đúng không? Quên nữa, mình sẽ tháo cục pin ra. Mình đã từng cho anh Đức một lần cái này rồi, cho nên là kinh nghiệm đầy mình. Kinh nghiệm lắm không ạ. Nhưng mà mình nghĩ là hôm nay mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì mọi người hãy cho mình xin một like, một subscribe, đừng có xem chùa nha. Mình đã hy sinh cái tính mạng của mình để mình làm cho mọi người rồi. Giấu cục pin ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ giả vờ để cái đồ mốt ở đây. Mình sẽ giả vờ kiếm cái chai cái gì đó mình phang vào tường ở, xong anh hai sẽ la làng lên là trời ơi con ý làm bể điện thoại rồi, điện bể màn hình tivi rồi. Ok nha, chốt kèo. Cái trò này rất là mạo hiểm, cho nên mọi người xem thì mọi người hãy cho mình xin một like, một subscribe cho mọi người nhớ đây. Và khi mà em chọi cái này vào tường thì anh hai la làng lên để mẹ ra nha. Rồi. Ok, 1, 2, 3, nhớ là like đó, không có xin chung nghe. 1, 2, 3. Mẹ ơi, mấy làm bể chùa ơi. Không có con. Thôi toàn anh hai làm bể á, bà anh hai á báo trời, con có làm gì đâu anh hai á, anh hai giỡn con, anh hai lấy con khủng long trời banh cái tivi mẹ rồi. Nó trời ơi trời, anh hai ai làm anh hai á hả? Nó mới trời cái đục á, thì trong nhà hai đứa mà giờ nó đổ qua đổ lại nó nào làm hư anh hai á, nè hư luôn thêm anh hai hoài rồi xong nó ngoài trời ơi. Khó, chết mẹ mày rồi con. Chắc, tao phá cái gì? Ai hả? Kìa nè, anh hai á. Anh hai kêu con là lấy con khủng long trội chui cái này nè. Sao mà con lỡ trội? Con lỡ trội đó. Anh hai kêu. Con chỉ lỡ trội, anh hai kêu trội. Anh hai xuống. Con em làm bể. Anh hai. Nó có trội, nó làm bể. Anh hai á. Con cười kìa đó anh hai đó. Trời ơi, cái miệng mồm của nó kìa. Nó làm bể rồi đó, con bể thừa cho người này người kia trời. Con không làm bể đâu. Ra đây. Xin đi nhập cô. Ôi mẹ. Mẹ ơi. Mẹ cái mai gì á. Anh hai á. Anh hai ba gì làm bể của tao. Anh hai ba gì. Đừng mẹ ơi. Đừng mặt á. Anh hai kìa. Đừng má. Ông cười kìa. Đó. Giỡn kiểu gì kìa vậy? Ai đâu giỡn đâu. Kinh đố nó qua hãy của nó vô đó vô tường buồn. Lỡ trúng. Lỡ gì? Lỡ banh banh mẹ rồi là bỏ gì? Đi ra ngoài. Đi ra ngoài đây. Trời ơi, quýnh hai kìa con nó luôn. Nhẹ. Không nên giỡn cái gì hết trơn mà báo hại con à. Muốn báo. Mày nữa phải không? Con có làm đâu, nó trội thì mà nó trời bãi chứ bộ. Kìa, không quay video kìa đó. Ổng á. Con đố nó hồi à. Ổng kìa, ổng cười kìa, ổng quay video. Cái tay nào? Tay nào phan cái con này? Cái tay kia kìa. Cái tay kìa, cái tay phan phan á. Chối nào lại không? Chối nào chối không? Chồng đứa, hai đứa này đứa nào làm? Nó làm. Xong luôn rồi. Xong. Báo. Đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Của tao mà mày cũng ảnh mua tao. Hả? Mày không có ảnh hả? Không có ảnh hả? Tao mà. Tay nào đâu? Luôn ai mà biết được. Kệ nó đâu có đâu kìa. Nó đâu có mà cháo rồi kìa. Sao là vậy? Dạ rồi. Anh hai kêu mẹ chôn. Ở lộn anh hai kêu chôn mẹ đó. Mày gì nữa hả? Giỡn không? Giỡn không? Làm nè nó đi đâu. Mày giỡn không có thương mày quýnh nữa. Thôi rồi đấy.
phá hoại cái rụng bông rụng đồ như vậy. Nếu mọi người thấy clip này hay thì cho mình xin một like, một subscribe. Các bạn hay hỏi cách tập hẻ vào shop của mình như thế nào? Đầu tiên các bạn phải mua loại hẻ mình cần và đến các cửa hàng như cửa hàng tạp hóa, Thế Giới Di Động, Viettel Store, FPT Shop. Sau khi mua hẻ xong thì mọi người phải cào cái phần này. Đây là mã series, còn cái số vừa cào chính là mã số hẻ. Sau đó vào bé Mon FF, bấm vào phần 3 chấm, bấm vào phần đăng ký, nhập tên và biệt danh mọi người muốn vào đây. Tiếp theo là phần tài khoản, mọi người ghi gì cũng được nhưng mà lưu ý là không để ký tự đặc biệt. Cuối cùng là phần mật khẩu, sau mọi người xác nhận mật khẩu và bấm vào đăng ký, thế là thành công. Bây giờ quay lại shop và mọi người chọn loại hẻ mà mình đã mua trước đó. Tiếp đến mọi người chọn mệnh giá thích hợp như là 50, 100 v.v. Giờ chúng ta sẽ nhập số đã cào trước đó vào. Cuối cùng là series, thế là xong. Ngoài ra, dành cho những bạn không nạp hẻ thì nhận quà ở đây nha. Chúc các bạn thành công.